Ngày 15 tháng 12, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh đẹp và sáng tác ca khúc về ngành điện thành phố mang tên Bác qua 45 năm thành lập và phát triển. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 1976, 7 tháng 8 năm 2021. Cuộc thi nhằm cổ vũ và nhân rộng tình yêu ngành yêu nghề, hăng say lao động sản xuất. Hình ảnh và những ca khúc về ngành điện đã ghi nhận tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ghi nhận và nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt của người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác, những tập thể và cá nhân tích cực trong lao động sản xuất. Từ đó đóng góp vào thành tích xuất sắc của đơn vị nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong tập thể công nhân viên chức lao động toàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 3 tháng tổ chức từ tháng 4 đến tháng 6 2021, ban tổ chức đã nhận được 648 tác phẩm ảnh và 57 ca khúc gửi về tham dự của các tác giả trên cả nước. Ban giám khảo cuộc thi bao gồm lãnh đạo, những người có kinh nghiệm uy tín của các hội nhiếp ảnh, hội nhà báo, hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã chấm và lựa chọn những tác phẩm có nội dung hay, ý nghĩa để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ viên chức lao động tổng công ty và xã hội nhằm ôn lại truyền thống, xây dựng hình ảnh đẹp của người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác. Ban tổ chức cuộc thi đã trao 30 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải. Cuộc thi ảnh bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 10 giải khuyến khích. Cuộc thi sáng tác ca khúc bao gồm 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích. Tổng giải thưởng cả hai cuộc thi là 190 triệu đồng. Ông Lê Xuân Thăng, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố, nguyên Phó Chủ tịch Hội nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, đứng ở góc độ thành viên của ban giám khảo, đây là cuộc vận động sáng tác giàu ý nghĩa, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ tiếp cận với người dân và công chúng. Từ đó, giúp công chúng hiểu sâu vào ngành nghề, đặc thù của ngành điện trong thời đại hiện nay. Ông Thăng đánh giá đây là cuộc thi sáng tạo với chủ đề khó và khá khô. Các ứng viên phải nhờ phía ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận gần nhất với ngành điện với những công trình có quy mô lớn hiện đại. Rất may, ngành điện cũng tổ chức được từ 4 đến 5 đợt để người tham gia có thể tiếp cận hiện trường. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.